Làn sóng biểu tình phản đối cuộc xung đột Hamas-Israel kêu gọi một giải pháp hòa bình cho người dân Palestine ngày càng mạnh mẽ trên thế giới. Ngày 21 tháng 10, thì hàng trăm người biểu tình ở nhiều thành phố của Mỹ đã đổ ra đường yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza. Tại các thành phố Tampa, Jacksonville, Los Angeles và Brooklyn, người biểu tình cùng nhau hô to khẩu hiệu trả tự do cho người Palestine. Chúng tôi ở đây để ủng hộ người dân ở Gaza, nơi đang bị ném bom, bị bao vây trong 2 tuần qua và bị cắt đứt mọi phương tiện sinh hoạt. Cùng ngày tại thủ đô London, nước Anh, khoảng 100.000 người đã xuống đường bày tỏ ủng hộ người dân Palestine. Sau đó, họ đã tập trung trước văn phòng của Thủ tướng Anh tại số 10, phố Downing. Trước đó, cảnh sát Anh đã cảnh báo rằng bất kỳ ai thể hiện sự ủng hộ đối với Hamas, tổ chức bị cấm ở Anh, sẽ bị bắt giữ và bất kỳ hành vi phạm tội thù hận nào cũng sẽ không được dung thứ. Người dân Palestine ở Gaza đang chịu nhiều đau khổ. Sự sống của những người vô tội đã bị tước đoạt. Chúng tôi ở đây không phải vì tôn giáo mà là vì tình người, cùng nhau đến đây và chiến đấu vì lẽ phải. Trong khi đó, một cuộc biểu tình lớn cũng đã nổ ra tại trung tâm Tel Aviv vào đêm 21 tháng 10, yêu cầu chính phủ Israel hành động ngay lập tức để trả tự do cho những người đang bị Hamas bắt làm con tin. Người thân của những người này cũng đã tham gia cuộc biểu tình. Chúng tôi như sống trong địa ngục. Chúng tôi muốn những người thân của mình được về nhà ngay bây giờ. Hamas đã bắt giữ khoảng 200 con tin trong vụ tấn công Israel ngày 7 tháng 10. Mới đây nhất, họ đã trao trả 2 con tin là 2 mẹ con người Mỹ để đáp lại những nỗ lực hòa giải của Qatar và tuyên bố đang làm việc với đại diện các nước Qatar và Ai Cập để thả các con tin khác là dân thường.